Rực lửa, cụ tổng ship lò chống tham nhũng tới toàn bộ 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Quan tham chạy đâu cho hết nóng, củi tươi, củi khô bay màu toàn bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại nói về chủ đề yêu thích nhất của ông là phòng chống tham nhũng tại một hội nghị rất đông, 2.000 người nghe, 2.000 đại biểu nhân dịp sinh nhật một năm ngày thành lập các lò địa phương. Ngày này cách đây một năm đã thành lập những ban phòng chống tham nhũng tiêu cực đầu tiên ở nước ta, gọi nôm na là lò chống tham nhũng. Cho đến nay đã có 63 lò ở khắp các tỉnh thành. Hội nghị rất quan trọng và được tổ chức tại hội trường Ban chấp hành Trung ương Đảng chứ không phải là hội trường Quốc hội. Bác Trọng lại rôm rả công tác phòng chống tham nhũng chưa bao giờ tốt như thế này, chưa bao giờ bằng như ngày hôm nay. Hiện nay, các địa phương đã ra tay, không được chờ đợi Trung ương nữa mà phải tự mình làm. Tổng Bí thư nhắc nhở các lò địa phương là tránh tình trạng trên nóng dưới lạnh, tức là bên trên thì nhiệt tình chống tham nhũng còn bên dưới thì bình chân như vậy. Đặc biệt, Tổng Bí thư Trọng đã cảnh báo rằng nếu lo cấp tỉnh mà không phát hiện ra tham nhũng, trường hợp tham nhũng mà sau đấy cấp Trung ương phát hiện ra thì những người lãnh đạo ở địa phương sẽ phải bị kỷ luật. Bác Trọng nhấn mạnh là phải làm một cách mạnh mẽ và bài bản. Như vậy, đồng bộ và quyết liệt không cho đám con sâu tham nhũng thoát, về hưu rồi mà bên trên phát hiện ra thì vẫn lôi vào lò. Đưa ra tòa để xử, không có khái niệm hạ cánh an toàn để những anh tham lam đang có kế hoạch tham nhũng phải chùn tay. Vấn đề là luật pháp của ta chưa nghiêm minh, không nghiêm chỉnh cho nên mới sinh ra cái lò chống tham nhũng. Còn luật pháp mà như luật pháp Hàn Quốc, như luật pháp phương Tây thì không cần những cái lò nữa. Chính vì luật pháp không đồng bộ cho nên các quan tham mới lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để mà chấm mút không nghiêm chỉnh pháp luật, chỉ nghiêm chỉnh với nhân dân thôi. Còn như lời ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ năm 2017, ông Dũng nói sự thật mà nghe như là diễn hài. Lời ông Dũng là nếu chúng ta sai thì chúng ta xin lỗi trước dân, dân sai thì dân chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thưa quý vị, các lãnh đạo làm đến chức bộ trưởng rồi, đã tốt nghiệp đại học rồi, đã có bằng cử nhân luật pháp rồi mà phát biểu như vậy. Vì vậy nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đò lò quanh năm, đò lò cả đêm cả ngày nhưng củi vẫn không hết. Không bao giờ hết được, đến cơ quan chống tham nhũng, đến cơ quan thanh tra cũng vẫn có tham nhũng. Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh là phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng. Nhờ sự quyết liệt đó nên các quan tham bắt đầu sợ hãi nhưng lại nảy ra một hậu quả khác. Là họ sợ hãi, họ không dám làm, họ sợ bị phát hiện nên đun đầy trách nhiệm, đun đầy công việc cho nhau. Một vấn đề nghiêm trọng hiện nay không phải là vấn đề tham nhũng mà là hậu quả của tham nhũng. Hiệu ứng phụ của tham nhũng đó là cán bộ lãnh đạo các cấp sợ trách nhiệm, đun đầy công việc cho nhau mà cấp trên bó tay, pháp luật cũng bó tay. Thủ tướng Chính phủ kêu chơi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì kêu ca phàn nàn nhưng không tìm ra được biện pháp nào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thì yêu cầu phải khắc phục ngay nhưng chưa tìm ra cách khắc phục như thế nào. Có lẽ chỉ có thể xử lý hành chính, chỉ là khiển trách này nọ vì lỗi này không phải là lỗi nặng, không để lại hậu quả nghiêm trọng. Những người suy nghĩ tiêu cực thì cho rằng theo logic thông thường có làm mới có ăn, bây giờ lãnh đạo quyết định và ký vào đấy trách nhiệm nhưng không được ăn thì người ta không làm. Bởi vì đã ký có thể bị cấp trên đánh giá sai, sợ vi phạm 19 điều cấm của đảng viên, trình độ chưa đủ nên thiếu tự tin, không biết điều mình làm có đúng hay không. Đấy thực sự là một căn bệnh nan y, có lẽ không thể tìm được cách giải quyết, chỉ còn cách thay cán bộ cũ hiện nay bằng lớp cán bộ mới, xóa đi làm lại từ đầu. Bây giờ không có tiền, không có thưởng, không có phong bì, chỉ có phát động những phong trào ra sức thi đua, người ta không nghe và đưa ra khẩu hiệu hô hào học tập, làm theo tấm gương ông này ông kia, người ta cũng không nghe. Xã hội lối sống kim tiền vương giả, xe hơi nhà lầu đã thấm vào lãnh đạo các cấp, bây giờ họ hoàn toàn dị ứng với những tấm gương đạo đức này nọ. Gần đây, Bộ trưởng Nội vụ, bà Trà đưa ra một sáng kiến rất buồn cười, hô hào các đồng chí hãy dám nghĩ, dám làm, nếu dám nghĩ, dám làm mà sai thì các đồng chí không bị kỷ luật, vấn đề là không ai nghe. Bà ở đây chỉ đề xuất với bà Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, mấy giải pháp như sau, phải cải cách thể chế, phải làm một cuộc cách mạng theo hướng Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, có tự do ứng cử, tự do bầu cử để dân bầu chọn những đại biểu xứng đáng nhất để quản lý đất nước. Các vị trí viên chức, các vị trí công vụ trong bộ máy nhà nước cần phải được tuyển chọn công khai, có tiêu chí rõ ràng. Nếu cần hãy thuê các chuyên gia nước ngoài làm giám khảo, tùy chọn giảm biên chế tối đa, càng nhiều người càng đông mà nhất là những người đấy không biết việc, không thạo việc, không có hiểu biết thì bộ máy càng đông càng không chạy được. Hãy trả lương xứng đáng cho họ để họ sống được bằng nghề. Một hiện tượng rất mới ở Việt Nam có thể gọi là hiệu ứng phụ thuộc các cuộc chiến chống tham nhũng là cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp dưới. Giờ đây chai ì, cấp trên gây sức ép như thế nào họ cũng không sợ, họ ra quyết định. Vì vậy, chúng ta nghe các đồng chí lãnh đạo các cấp thường xuyên nói những lời nào là xử lý nghiêm, thế nhưng cán bộ cấp dưới vẫn tránh né, vẫn đùn đẩy, vẫn thoái thác nhiệm vụ. Vì vậy mà công việc bị bề trễ, nhất là các quyết định đầu tư.
Các dự án của các nhà đầu tư nước ngoài và của các doanh nghiệp Việt Nam không được phê chuẩn kịp thời. Chúng tôi đang nghe rất nhiều những lời phàn nàn, đặc biệt là các dự án đầu tư công, tức là những dự án mà tiền giải ngân, tiền đầu tư là tiền của nhà nước. Nhiều người sợ dính vô bây giờ không dám ăn phần trăm nữa, mà dính vô phải đi tù như mấy ông quan liên quan đến Việt Á. Theo thông tin thống kê của nhà nước, đến cuối tháng 4 mới giải ngân được 14,66% ngân sách theo kế hoạch. Trước đây, các tỉnh thành cả nước nơi nào cũng thích các dự án đầu tư công, thích được phân bổ tiền, thậm chí phải chạy vậy ra tận trung ương để xin được dự án đầu tư. Năm nay thì ngược lại 180 độ, rất nhiều địa phương, rất nhiều bộ và các ngành muốn trả lại các dự án đầu tư công đã được giao thực hiện. Ôm rơm nặng bụng chả việc gì, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính rất tức giận, ông Chính vừa ra chỉ thị cấm tất cả các bộ, các ngành và địa phương trả lại các dự án đầu tư công đã được giao thực hiện. Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đốt lò dữ dội, thậm chí cả củi tươi cũng cho vào lò. Bởi vậy, suy nghĩ hiện nay là ăn hối lộ bây giờ rất khó khăn, nhưng qua những năm vừa rồi, được hạ cánh an toàn về hưu rất là mừng. Những quan chưa đến tuổi về hưu thì rất lo lắng, sợ sai lầm cuối đời. Bởi vậy, cẩn tắc vô ưu, tránh càng xa các dự án càng tốt. Bởi vì bây giờ, nhận làm quyết định thì làm như mèo nhìn thấy mỡ, không ăn thì không chịu được, mà ăn thì đi tù. Bởi vì trong 20 năm qua, ăn bớt của công đã trở thành thói quen, giờ nhìn thấy tiền của dân thì không chịu được. Cho nên chúng ta hiện nay thấy một hiện tượng rất trái ngược, Tổng Trọng thì tăng cường đốt lò, tăng cường kỷ cương, siết chặt pháp luật, không cho thoát cả củi tươi cũng đưa vào lò. Còn Thủ tướng Chính thì ngược lại cũng rất lo lắng như Thủ tướng hô hào là tăng cường kỷ luật, dám nghĩ, dám làm trong giải ngân vốn đầu tư công, không được thoái thác, không được né tránh, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công. Cả hai ông Tổng Bí thư và Thủ tướng đều tất bật, nhưng tính chất công việc của mỗi người lại khác hoàn toàn nhau. Người khổ nhất chính là Thủ tướng, người khổ thứ hai là Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ông Dũng phải la lên trong một cuộc nói chuyện với phóng viên báo chí, cán bộ bây giờ toàn đá bóng lên cấp trên rồi ngồi chờ, không làm gì cả. Tệ nhất bây giờ lại là thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế cả nước mà bây giờ bất động không làm gì. Như vậy, những vấn đề về nhân sự, vấn đề con người là vấn đề lớn nhất của Đảng. Trong đó vấn đề tham nhũng và để trị tham nhũng thì Đảng ta có chiếc lò, nhưng vấn đề thứ hai bên cạnh tham nhũng là vấn đề né tránh đổ đầy trách nhiệm quá nhiều cán bộ đảng viên bây giờ là những người cơ hội đã nhạt hết lý tưởng vào Đảng chỉ vì mục đích cá nhân. Gia thế cực khủng của phu nhân ông Võ Văn Thưởng. Quý vị thân mến, thời gian gần đây khi người dân cả nước đang bất ngờ trước thông tin xoay quanh ông Võ Văn Thưởng từ chức chủ tịch nước thì một nhân vật kề cận của ông cũng được mọi người hết sức quan tâm. Đó chính là bà Phan Thị Thanh Tâm, phu nhân của ông Thưởng. Được biết, trong thời gian nhậm chức chủ tịch nước, bà Tâm luôn là người ủng hộ, giúp đỡ cho ông Thưởng. Ngoài ra, trong những sự kiện gặp mặt đối ngoại quốc tế, bà cũng là người cùng ông đi tiếp đón, gặp gỡ nguyên thủ quốc gia các nước cùng phu nhân của họ. Chính vì vậy, mặc dù không nằm trong bộ máy chính quyền nhà nước, nhưng sức ảnh hưởng của bà Phan Thị Thanh Tâm là rất lớn. Vậy phu nhân của ông Thưởng là người như thế nào? Gia thế cực khủng của bà mà nhiều người vẫn còn chưa biết sẽ được tiết lộ ngay sau đây. Vợ của ông Võ Văn Thưởng tên là Phan Thị Thanh Tâm. Bà trở thành phu nhân của Chủ tịch nước từ ngày 2 tháng 3 năm 2023, thời điểm ông Võ Văn Thưởng lên nhậm chức Chủ tịch nước. Phu nhân của ông Võ Văn Thưởng có lần đầu xuất hiện trước công chúng vào buổi lễ tổ chức đón đoàn quyền Australia David Hurley thăm cấp nhà nước đến thăm Việt Nam ngày 4 tháng 4 năm 2023, theo lời mời của cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước Việt Nam, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chính vì vậy mà phu nhân của Chủ tịch nước cũng là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn. Đây không phải là một vị trí chính thức nên không được trả lương hay có văn phòng và đội ngũ giúp việc chính thức. Phu nhân Chủ tịch nước đóng vai trò tháp tùng Chủ tịch nước trong các chuyến thăm cấp nhà nước, cũng như tiếp đãi nguyên thủ quốc gia và phu nhân của họ khi đến thăm Việt Nam. Báo chí và cộng đồng mạng đôi khi cũng gọi phu nhân Chủ tịch nước là đệ nhất phu nhân Việt Nam. Vợ ông Võ Văn Thưởng là một người phụ nữ sắc sảo, xinh đẹp và trẻ trung. Bà xuất hiện lần đầu tiên trong tà áo dài truyền thống nhưng không kém phần tinh tế. Được biết, bà Phan Thị Thanh Tâm hiện nay cũng là một người có sự nghiệp thành công rực rỡ. Phu nhân của ông Võ Văn Thưởng là người miền Nam có gia thế khủng. Theo một số nguồn tin thì bà Phan Thị Thanh Tâm sinh năm 1976. Tuy nhiên, thông tin này chưa thật sự chính xác. Bà Phan Thị Thanh Tâm có trình độ học vấn là thạc sĩ. Hiện nay, bà nắm giữ một số chức vụ cao trong và ngoài nhà nước. Giám đốc Quỹ Nhi đồng của Thế giới tại Việt Nam. Điều này cho thấy xuất thân của phu nhân ông Võ Văn Thưởng không phải thuộc dạng tầm thường.
bà Phan Thị Thanh Tâm từng tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Australia. Đồng thời, bà là phó chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Quỹ Nhà nước thành viên, Hội đồng Quản trị Tổ chức Phi Chính phủ, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bà cũng là một thành viên quan trọng trong Hội Chữ Thập Đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mọi thông tin cụ thể về bà Phan Thị Thanh Tâm vẫn còn là điều bí mật chưa được tiết lộ công khai. Có thể nói rằng, tuy không phải là một chức vụ trong bộ máy chính quyền nhà nước, nhưng những công lao của bà Tâm khi ông Võ Văn Thưởng vẫn còn là chủ tịch nước rất lớn. Quả thật, các cụ ta nói không sai. Đằng sau một người đàn ông thành công, luôn có bóng dáng người phụ nữ. Ông Võ Văn Thưởng có phải là người đứng sau chùa Ba Vàng hay không? Chủ tịch từ chức Sư Thái Minh lệnh án. Kính thưa quý vị, như mới đây nhất là câu chuyện về sư chủ trì Thích Trúc Thái Minh và xá lợi tóc của Đức Phật nhân dịp kỷ niệm 765 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Hay trong một tuần trở lại đây là sự kiện ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khi ông thường chỉ tái nhiệm được khoảng 12 tháng. Đây được coi là nhiệm kỳ ngắn nhất của một chủ tịch nước. Hai sự kiện về chùa Ba Vàng cũng như câu chuyện liên quan đến ông Võ Văn Thưởng diễn ra khá gần nhau, khiến cho một số người nghi ngại rằng liệu có phải ông Võ Văn Thưởng là người đứng sau chùa Ba Vàng hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video sau đây. Mức án dành cho trụ trì chùa Ba Vàng làm dấy lên một số nghi ngờ ai là người chống lưng cho chùa Ba Vàng. Kính thưa quý vị, khi nhắc đến chùa Ba Vàng thì có lẽ không ai trong chúng ta là không biết đến sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh, người đã từng tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và trở về ngôi chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh để giữ chức vụ trụ trì cho đến nay. Có thể nói rằng, không biết về những kiến thức về Phật Pháp thì sư Minh lãnh ngộ được bao nhiêu. Nhưng có thể nói rằng, sư Minh đã làm rất tốt trong công cuộc kêu gọi các Phật tử cúng dường. Chỉ với một sợi tóc chưa rõ về nguồn gốc cũng như tính xác thực, sư Minh đã khiến cho dư luận cả trong nước và quốc tế phải chú ý đến mình, khiến cho truyền thông liên tục nhắc đến tên ông và chùa Ba Vàng trên khắp các mặt báo. Chỉ đáng tiếc, đó lại là những tai tiếng không hay. Theo như văn bản giải trình do chính Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng cho biết, vào khoảng tháng 12 năm 2023, nhân một chuyến tham quan các thánh tích Phật giáo tại Myanmar, đoàn chư tăng Phật tử chùa Ba Vàng đã đến chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật Tôn Trí tại tu viện Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami. Theo chuyên thừa của tu viện Parami, đây là một trong 8 sợi tóc của Đức Phật, để lại cho hai Phật tử tại gia đầu tiên sau khi Ngài đắc đạo được truyền lại qua nhiều đời tăng sĩ và hiện đang tôn trí tại tu viện Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami. Theo Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng cho rằng, việc ai đó nói rằng xá lợi tóc của Đức Phật là xá lợi giả, được làm từ cỏ pili là hành vi vu khống, đưa tin sai sự thật, xúc phạm đến uy tín của nhà chùa. Đồng thời việc cho rằng đoàn chư tăng Myanmar cung rước xá lợi giả đến chùa Ba Vàng cho mọi người chiêm bái là hành vi gây tổn thương đến biểu tượng lễ nghi và niềm tin tôn giáo của chư tăng và Phật tử Myanmar, làm gây tổn thương đến mối quan hệ tốt đẹp của chư tăng, Phật tử Myanmar với Phật giáo Việt Nam. Mặc dù sư Minh và chùa Ba Vàng đã phải lên tiếng giải thích và giải trình trước cơ quan báo chí, truyền thông trong nước cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, dư luận trong nước vẫn tìm ra rất nhiều điểm mâu thuẫn trong vụ việc. Xá lợi tóc của Đức Phật, họ cho rằng chùa Ba Vàng có dấu hiệu sử dụng cỏ pi linh nhúng vào nước để lừa dối Phật tử rằng đó là xá lợi tóc của Đức Phật. Theo đó, thì loại cỏ pi linh này có hình dáng giống như một sợi cỏ. Khi khô lại thì nó sẽ có màu nâu đen, cứng, hơi xoăn và giống hệt với sợi tóc hay sợi râu thì được cung cấp một độ ẩm nhất định thì nó sẽ tự vặn vẹo, uốn éo để đưa phần đầu nhọn của nó xuống mặt đất. Chờ điều kiện môi trường thích hợp, nó sẽ nảy mầm trở lại. Điều này giải thích vì sao cỏ pili có thể nhúc nhích được mỗi khi đổ nước vào. Thêm nữa, nếu như sợi tóc của Đức Phật Thích Ca trải qua suốt 2.600 năm thì liệu nó có tồn tại được hay không và có dám mang ra để cầm nắm và nhìn ngắm gần như vậy không? Lưu ý rằng, đây chỉ gọi là sợi tóc chứ không phải xá lợi tóc, vì khi nói đến xá lợi, tức là ta đang nói đến phần còn lại của nhục thân Đức Phật sau khi đã thực hiện nghi lễ hay còn gọi là tục hỏa táng. Còn tại Myanmar, người ta phải đặt những sợi tóc được coi là tóc của Đức Phật trong những chiếc hộp vàng và châu báu nhiều tầng kiên cố, thiết kế một hình tháp chùa. Bên trên hộp này được giữ trong phòng bảo vệ nghiêm ngặt và các Phật tử chỉ có thể chiêm bái và ngắm nhìn qua hộp mà thôi. Sự kiện này, nhiều người cho rằng
việc này cần phải làm rõ ràng, minh bạch. Nếu kết quả xác minh cho thấy có sai phạm, thì cần phải được xử lý nghiêm việc lợi dụng tín ngưỡng của Phật tử để mua thần bán thánh, làm mất lòng tin của nhân dân và Phật Pháp Việt Nam. Chúng ta là một đất nước văn minh, cần phải xử lý nghiêm khắc vụ việc tại Chùa Ba Vàng, đồng thời tăng cường giáo dục người dân hướng đến văn minh. Thế nhưng rồi đợi mãi cũng chẳng có một kết luận cụ thể nào. Rõ ràng liên quan đến việc xá lợi tóc của Đức Phật ở Chùa Ba Vàng là giả hay là thật. Dần dần mọi chuyện lại rơi vào quên lãng, mức xử phạt hành vi của Sư Thích Trúc Thái Minh và Chùa Ba Vàng lại bị dư luận coi là rất nhẹ và chưa đủ tính răn đe. Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kết luận, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng đã vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo trong việc đăng ký nội dung chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật tại Chùa Ba Vàng và vi phạm về việc mời người nước ngoài tham gia sự kiện không thông báo. Căn cứ Điều 82 chương 8 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 7, căn cứ vào khoản 2 Điều 71 chương 8 Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 9 2022-2027, tập thể Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật cảnh cáo Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, sám hối Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và thông báo tới các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh, thành phố Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết, hứa nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự là mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì sẽ bị tân suất tức quyền trụ trì. Chùa Ba Vàng sẽ không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế trong vòng một năm. Thế rồi, câu chuyện của Chùa Ba Vàng còn chưa kịp lắng xuống, thì ngay trong tháng 3 năm 2024, dư luận lại một lần nữa xôn xao về sự việc. Ông Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nộp đơn xin từ chức. Chỉ trong vòng chưa đầy 13 tháng, đất nước đã hai lần thay đổi vị trí này. Trước đó, khoảng một tháng thì thông tin về việc Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị bắt có liên quan đến vấn đề nhận hối lộ, vụ hậu pháo của tập đoàn Phúc Sơn. Ngoài ra, còn có ông Cao Văn Khoa, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cùng về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Dư luận đồn đoán rằng việc ông Võ Văn Thưởng từ chức có liên quan đến sai phạm trong vụ án tham nhũng tại tập đoàn Phúc Sơn, bởi vì trong năm 2012, tập đoàn Phúc Sơn bắt đầu bước chân vào Quảng Ngãi sau khi trúng thầu thi công dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, nay là đường Trường Sa, tuyến đường đầu tư dài khoảng 8,7 km với tổng vốn 999 tỷ đồng, nối cầu Trà Khúc 2 đến đường ven biển Dung Quất, xã Huỳnh do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi là chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2015, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện không có sự đồng bộ trong quy hoạch, kế hoạch đầu tư và quy mô phân kỳ đầu tư, gây ra thiệt hại 11,3 tỷ đồng trong thời gian sai phạm diễn ra tại Quảng Ngãi của tập đoàn Phúc Sơn kéo dài từ năm 2012 đến hiện tại. Trong thời gian đó, ông Võ Văn Thưởng có thời gian được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2014 thay cho ông Nguyễn Hòa Bình. Trên tờ báo VN Express này, 21 tháng 3 năm 2024 có bài viết với nhan đề Quốc hội miễn nhiệm các chức vụ của ông Võ Văn Thưởng, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng nêu, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân, nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân. Ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Tuy nhiên, bởi vì chức vụ của ông Võ Văn Thưởng liên quan đến rất nhiều các vấn đề nhạy cảm cũng như an ninh quốc gia, nên rất ít thông tin chính thống nói về các sai phạm cụ thể của ông Võ Văn Thưởng. Nhưng thông qua những vấn đề này, chúng ta có thể thấy rằng trong sự nghiệp phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát động nhằm chỉnh đốn lại đội ngũ đảng viên của đất nước, cũng như quyết tâm làm trong sạch bộ máy nhà nước là không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không nể nang. Được biết, ông Thưởng vốn là một cán bộ lãnh đạo thuộc hàng chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy của nhà nước. Thậm chí, nhiều người còn đánh giá rằng ông Thưởng được coi là người khá thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong nhiều bài phát biểu của mình, ông Võ Văn Thưởng có nhiều quan điểm, suy nghĩ gần gũi với tư tưởng và ý thức hệ của Bác Trọng.
Nhưng nếu như một khi đã có sai phạm thì không ai có thể trốn tránh được trách nhiệm của mình trước Đảng và Nhà nước, cũng như không thể ngăn cản được con sóng mang tên chống tham nhũng. Mức án cuối cùng dành cho ông Võ Văn Thưởng, Quốc hội thông qua. Thưa quý vị, trong tháng 3 năm 2024, dư luận Việt Nam đã liên tiếp xảy ra những ồn ào như Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ông Lê Duy Thành bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ những sai phạm trong vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu hay còn gọi là Hậu Pháo. Và cũng chỉ đó sau ít ngày, sự việc ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được nhiều người đánh giá là một cơn địa chấn chính trị. Bởi vì chỉ trong vòng khoảng 14 tháng, vị trí Chủ tịch nước đã có đến 2 lần đổi chủ, trước đó là ông Nguyễn Xuân Phúc. Có thể nói rằng lò đốt tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang hừng hực cháy và không có dấu hiệu ngừng nghỉ, không có vùng cấm, bất kỳ ai có sai phạm đều cũng sẽ bị xử lý vì sự tồn vong của Đảng và Nhà nước và lợi ích của quốc gia dân tộc. Theo như báo chí chính thống trong nước đưa tin, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, có rất ít các tờ báo nói về những sai phạm cụ thể của ông Võ Văn Thưởng mà chỉ dừng lại ở mức độ rất chung chung. Vậy thì rốt cuộc ông Võ Văn Thưởng đã có những sai phạm như thế nào và mức án cuối cùng mà Đảng và Nhà nước dành cho ông Thưởng ra sao? Liệu có chỉ dừng lại ở mức độ từ chức hay không? Hay còn những hình phạt nào cao hơn? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video ngay sau đây nhé! Kính thưa quý vị, trước khi ông Võ Văn Thưởng từ chức thì ông là một người có uy tín rất cao trong Đảng và Nhân dân. Ông được đánh giá là người được đào tạo bài bản, là người trưởng thành từ phong trào, từ thực tiễn và thành công khá sớm trong các lĩnh vực công tác của mình. Có thể thấy rằng ông Thưởng không chỉ kế thừa những phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của gia đình mà còn là người luôn có sự nỗ lực và đạt được nhiều thành tích riêng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trước khi ông từ chức vào tháng 3 năm 2024, ông Thưởng được coi là một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhưng lại rất tài năng của Việt Nam. Những tưởng với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước cũng như có được một vị trí cao trong bộ máy chính quyền, ông Thưởng có thể hoàn thành tốt được nhiệm kỳ của mình. Nhưng cơn địa chấn chính trị đã xảy ra vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024 tại Tòa nhà Quốc hội Hà Nội đã diễn ra kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã xem xét quyết định bãi miễn chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng. Trong phiên họp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng. Sau đó, ông Võ Văn Thưởng đã phát biểu ý kiến của mình. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về tờ trình trước khi bỏ phiếu kín. Theo quy định tại khoản 5, điều 88, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Vì vậy, khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước, thì ông Võ Văn Thưởng cũng thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. Như vậy, tổng thời gian ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là 1 năm 19 ngày đảm nhiệm. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước đầu tiên xin nghỉ giữa nhiệm kỳ. Việc chỉ trong vòng khoảng 14 tháng, đất nước đã thay đổi 2 lần vị trí Chủ tịch nước nói lên điều gì? Đó là xu thế thay đổi lãnh đạo cấp cao mà không cần phải chờ đến hết nhiệm kỳ nếu như người đó không đáp ứng được những phẩm chất cũng như năng lực mà Đảng và Nhân dân mong đợi. Điều này rất hiếm khi xảy ra trong chính trường tại Việt Nam, bởi vì Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay được coi là một quốc gia có nền chính trị vô cùng ổn định và bền vững. Điều này cũng thể hiện sự đổi mới trong tư duy và nhận thức trong việc điều hành cũng như bổ nhiệm lãnh đạo trong bộ máy của chính quyền. Tất cả đều sẽ dựa theo trên nguyên tắc hiệu quả của công việc cũng như đạo đức cách mạng của đảng viên. Những gì có thể làm được ngay vì lợi ích chung, cần phải làm ngay thì sẽ phải làm. Việc này được thể hiện sâu rộng ở mọi cấp độ cũng như mọi thời điểm, phản ánh một cuộc cách mạng trong nhận thức cách mạng, trong công tác tổ chức cán bộ của đảng ta. Thậm chí ngày nay,
chúng ta nếu quan sát kỹ sẽ thấy có rất nhiều những chức vụ cao trong bộ máy là những người trẻ tuổi, thể hiện sự đổi mới, tin cậy, sự chín muồi trong nhận thức cũng như trong phẩm chất chính trị cần có của những thế hệ lãnh đạo kế cận. Nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi chức vụ chủ tịch nước giữa chừng đến 2 lần như vậy cho thấy sự bất ổn chính trị của Việt Nam hiện nay. Riêng quan điểm này thì chúng tôi lại không đồng tình như vậy. Bởi vì trước đây, việc bầu một đồng chí lên làm chủ tịch nước ở thế hệ 7X như ông Võ Văn Thưởng, rõ ràng đây là một sự nối tiếp truyền thống anh hùng của dân tộc, nhất là trong bối cảnh thế giới đang ngày càng một hội nhập sâu rộng. Thế hệ trẻ ở nhiều nơi trên thế giới có thể giữ chức vụ tổng thống hoặc nguyên thủ quốc gia ở độ tuổi trên dưới 40 là rất phổ biến. Và kể cả khi đang còn trong nhiệm kỳ, nhận được nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng và nhân dân. Nếu như ai đó không làm tốt, phụ sự tin tưởng và ủy thác thì vẫn cần phải được xem xét và điều tra một cách kỹ lưỡng. Bởi vì dù nắm giữ vị trí cao như thế nào đi chăng nữa thì đã là một người đảng viên thì phải luôn luôn trung thành với Đảng và nhân dân, phải thực sự trở thành một người cán bộ, gương mẫu, liêm khiết, đóng góp chung vào sự phát triển của quốc gia. Do đó, việc thay thế lãnh đạo cấp cao không cần hết nhiệm kỳ, không hề cho thấy sự bất ổn về chính trị, mà còn nâng cao thêm niềm tin trong lòng nhân dân về sự quyết tâm chống giặc nội xâm, tham nhũng, cũng như sự diễn biến suy thoái, biến chất trong một bộ phận không nhỏ của đảng viên mà bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất nhiều lần nhắc nhở và cảnh giác. Tin rằng nhân dân Việt Nam cũng sẽ rất đồng thuận và hoan nghênh với những động thái mới này của Đảng và Nhà nước. Nhân dân luôn có niềm tin mạnh mẽ vào tài năng lãnh đạo cũng như cái tâm, cái tầm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đất nước sẽ có thêm nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo tài đức vẹn toàn, trong sạch, liêm khiết, giúp cho sự chỉ đạo của Đảng nói chung ngày càng nội lực hơn và xứng đáng là đại diện cũng như lãnh đạo tối cao toàn diện đất nước. Vì vậy, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước. Nhận thức rõ ràng trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Thực tế cho thấy, báo chí trong nước đều đưa tin khá chung chung về những sai phạm của ông Võ Văn Thưởng. Điều này khiến cho dư luận đưa ra rất nhiều các đồn đoán khác nhau. Nhưng có thể nói, nổi bật nhất là ý kiến cho rằng ông Võ Văn Thưởng từ chức là do có liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đại án Tập đoàn Phúc Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Thực hư điều này thì không có thông tin nào được kiểm chứng cụ thể và chính xác. Tuy nhiên, nếu suy xét trên khía cạnh các mốc thời gian cũng như các luồng dư luận trong nước và quốc tế thì cũng có ít nhiều cơ sở. Bởi vì trước khi ông Thưởng nộp đơn xin từ chức thì vẫn trong tháng 3, trước đó một thời gian rất ngắn, vào ngày 8 tháng 3 năm 2024, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đồng thời, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan để điều tra về tội nhận hối lộ. Trước đó, vào ngày 26 tháng 2 năm 2024, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt với cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước. 5 người khác cũng bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ án này, bao gồm Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, Lao động Tự do. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can đã có những hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán, doanh thu, tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Đặc biệt trong vụ án này, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là một trong những bị can gây chú ý vì bà từng là Ủy viên Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào thời điểm ông Võ Văn Thưởng công tác tại cơ quan này.
Chính vì vậy là dư luận càng làm tăng thêm sự chú ý và cho rằng ít nhiều vụ án tại tập đoàn Phúc Sơn có liên quan đến ông Thưởng. Và việc ông Thưởng xin từ chức chịu sự tác động của việc mở rộng điều tra vụ án và các tác động liên quan của vụ án này với chính trường của Việt Nam. Không những vậy, những sai phạm kéo dài ở tập đoàn Phúc Sơn từ những năm 2012 ở nhiều dự án tại Quảng Ngãi, nơi ông Võ Văn Thưởng từng giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy từ năm 2011 đến năm 2014 thay cho ông Nguyễn Hòa Bình. Vậy thì cụ thể, tập đoàn Phúc Sơn đã có những sai phạm nghiêm trọng như thế nào mà lại có thể khiến cho nhiều cán bộ cấp cao ngã ngựa đến như vậy? Vũ Nhôm là ai mà thao túng cả Bộ Công an, hé lộ nhân thân mới trong đại án? Thưa quý vị, trong những năm trước, Vũ Nhôm là một trong những nhân vật được dư luận cả nước quan tâm vì liên quan đến các vụ tham nhũng vi phạm pháp luật. Cùng với Vũ Nhôm là nhiều quan chức, cựu quan chức bị kỷ luật, điều tra và đưa ra xét xử. Câu chuyện về thân thế, chiêu thức, thủ đoạn thao túng đất đai bất động sản để trở thành đại gia vừa giàu khét tiếng, vừa đầy tai tiếng với tên gọi Vũ Nhôm là đề tài nóng bỏng không chỉ với người dân thành phố biển Đà Nẵng mà còn với người dân cả nước. Quan tâm theo dõi cuộc chiến chống tham nhũng đang trở nên quyết liệt. Vậy Vũ Nhôm là ai? Bằng thủ đoạn nào mà người đàn ông này có thể khiến nhiều quan chức ngã ngựa? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Phan Văn Anh Vũ, sinh ngày 2 tháng 11 năm 1975, biệt danh Vũ Nhôm, là một doanh nhân Việt Nam. Ông sống tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, được xem là trùm bất động sản ở Đà Nẵng. Phan Văn Anh Vũ là con trai út trong một gia đình nghèo đông anh em. Phan Văn Anh Vũ phải bỏ học từ lớp 11 để đi làm thêm, phụ giúp gia đình. Lúc đầu Phan Văn Anh Vũ làm thợ phụ nhôm kính cho người khác, sau đó mở cửa hàng kinh doanh nhôm kính cao cấp ở đường Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Từ đó, Phan Văn Anh Vũ có biệt danh là Vũ Nhôm. Theo Phan Văn Anh Vũ, khai báo với Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, xử sơ thẩm vụ án Trần Phương Bình ngày 27 tháng 11 năm 2018, thì ngoài tên gọi Vũ Nhôm, Phan Văn Anh Vũ còn có các tên gọi khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Có hai quốc tịch ngoài Việt Nam là Antigua và Barbuda. Phan Văn Anh Vũ được tuyển dụng vào lực lượng Công an Nhân dân, biên chế là nhân viên tình báo của Tổng cục Tình báo Bộ Công an từ ngày 1 tháng 10 năm 2009. Sau đó được thăng lên hàm thượng tá. Sau khi phát hiện những sai phạm của Vũ, ngày 20 tháng 9 năm 2017, Bộ Công an đã có quyết định kỷ luật giáng cấp bậc từ thượng tá xuống trung tá, đồng thời cách chức phó trưởng phòng biệt phái và cho xuất ngũ ra khỏi lực lượng công an. Sau đó, Vũ bị khởi tố và bắt tạm giam. Đến ngày 25 tháng 5 năm 2018 thì bị khai trừ khỏi đảng. Theo các hồ sơ vụ án, trong quá trình hoạt động trên danh nghĩa cán bộ tình báo, Vũ được Tổng cục cho phép sử dụng hai công ty để làm tổ chức bình phong, gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79, đều do Vũ làm chủ tịch hội đồng quản trị hoặc là người đại diện theo pháp luật. Năm 1997, ông thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng 79. Đường kinh doanh của Vũ Nhôm đa phần là các thương vụ thâu tóm mua bán đất vàng. Ông Vũ được cho là có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc thao túng thị trường địa ốc Đà Nẵng và các khu đất vàng bằng cách chuyên lập ra các dự án và xin đất của nhà nước. Ngay từ thời ông Nguyễn Bá Thành làm bí thư thành ủy và ông Trần Văn Minh làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng rồi bán lại cho người khác, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng. Cột mốc là Công ty Cổ phần Xây dựng 79 có trụ sở chính tại Đà Nẵng, được thành lập từ năm 2002, trong đó ông là chủ tịch hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Xây dựng 79 hoạt động kinh doanh đa ngành xây dựng bất động sản, khách sạn, nhà hàng. Ông Vũ Nhôm từng là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng là người đại diện pháp luật của Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 tại thành phố Đà Nẵng và có chân trong Công ty IVC. Ngoài ra, ông còn nắm giữ 80% cổ phần ở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phú Gia Compound tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Minh Hưng Phát, là công ty đã tặng xe cho cô bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, nay đổi tên thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phú Gia Compound. Ngày 7 tháng 4 năm 2017, ông Vũ đã rút toàn bộ 40 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Tại dự án Vành Trăng Khuyết The Sunrise Bay, Công ty Cổ phần Xây dựng 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 của ông Vũ từ ngày 19 tháng 4 năm 2017 đến ngày 28 tháng 6 năm 2018
đã rút 100% vốn khỏi công ty trách nhiệm hữu hạn Sunrise Bay, chủ sở hữu dự án. 99% cổ phần của công ty này đang được nắm giữ bởi công ty cổ phần thương mại đầu tư phát triển Hoàng Huy. Người đại diện pháp luật của công ty Hoàng Huy hiện tại là bà Phan Đỗ Hạnh, kiêm tổng giám đốc, là người của công ty cổ phần VGP. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 4 năm 2017, ông Vũ đã rút toàn bộ 650 tỷ đồng, tương đương 92,86% vốn công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79. Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 hiện cũng không còn cổ phần của ông Vũ và đổi tên thành công ty cổ phần đầu tư và phát triển Trấn Phong. Trong tháng 12 năm 2017, Trấn Phong thoái vốn tại công ty thủy sản Việt Nam Sea Product và thu gần 400 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Đông Á, công ty xây dựng Bắc Nam 79 và ông Phan Văn Anh Vũ thời điểm đó sở hữu 637 tỷ đồng tại Đông Á Bank. Lý do ông Vũ không thể thoái vốn ở đây là vì từ đầu tháng 8 năm 2018, Ngân hàng Đông Á đã nằm trong diện giám sát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước. Các cổ đông của Đông Á Bank chỉ có thể bán cổ phần Đông Á Bank nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình vì liên quan đến hành vi chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB. Ngày 27 tháng 11 năm 2018, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án Trần Phương Bình và 25 đồng phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Đông Á Bank 3.608 tỷ đồng. Phan Văn Anh Vũ là một trong 25 đồng phạm bị truy tố tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Chiều ngày 30 tháng 7 năm 2018, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án. Sau một ngày xử kín đối với ông Phan Văn Anh Vũ cùng hai cựu công an khác cùng tội danh, trong đó Phan Văn Anh Vũ bị phạt 9 năm tù, sau đó được giảm xuống còn 8 năm. Hai công ty do Vũ lập khi được tuyển làm tình báo viên của Tổng cục 5 là Bắc Nam 79 Đà Nẵng và Nova Bắc Nam 79 Thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng làm tổ chức bình phong của công an. Mọi hoạt động sau Vũ trực tiếp điều hành từ năm 2009 đến năm 2016. Căn cứ đề xuất của Vũ Nhôm, Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn đã duyệt ký phát hành hoặc ký nháy trình Bộ Công an thông qua nhiều văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cho công ty Bình Phong được nhận quyền sử dụng 7 khu đất công sản với tổng diện tích 6.700 m2 và 26.800 m2 đất trị giá hơn 2.500 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước gần 1.160 tỷ đồng. Chiều ngày 30 tháng 1 năm 2019, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ 15 năm tù. Chân dung 8 diễn viên nghèo nhất màn ảnh Việt, cả cuộc đời cống hiến cho hàng triệu khán giả nhưng số phận lại không mấy êm đềm, mỗi khi nhắc tên ai cũng rơi nước mắt. Thưa quý vị, nhắc đến giới nghệ sĩ, giới showbiz, hẳn ai cũng sẽ nghĩ tới sự giàu sang, hào hoa tột bậc. Tuy nhiên, bên cạnh ánh sáng lấp lánh đó có những góc khuất, những mảnh đời cơ cực, khổ hơn cả trên phim của nhiều diễn viên nổi tiếng từ thế hệ trước. Đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, lo từng chi phí sinh hoạt, nhưng những người nghệ sĩ ấy vẫn một lòng đam mê theo đuổi, cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Họ vang danh một thời, nhưng được mệnh danh là những nghệ sĩ nghèo nhất Việt Nam. Cùng là kiếp nghệ sĩ nhưng sự chênh lệch giàu nghèo thật lớn giữa các thế hệ nghệ sĩ. Bên cạnh một bộ phận sống trong giàu sang nhung lụa thì thế hệ của những nghệ sĩ già có cuộc sống khó khăn. Những nghệ sĩ chân chính hết lòng phục vụ nghệ thuật sau ánh đèn sân khấu, mang niềm vui giải trí cho khán giả có thể là những cuộc đời cơ cực, khó khăn vì cuộc sống mưu sinh. Chứng kiến những mảnh đời nghèo đến khó tin của các nghệ sĩ khiến công chúng không thể cầm được nước mắt thương xót và ngỡ ngàng. 1. Nghệ sĩ Hán Văn Tình. Sinh năm 1957, mất năm 2016, Chu Văn Quỳnh có lẽ không còn xa lạ với khán giả. Một trong những vai diễn để đời của nghệ sĩ Hán Văn Tình đến mức nó trở thành tên gọi khi khán giả nghĩ về anh. Là một trong những nghệ sĩ cống hiến cả đời, nhưng đến lúc mất vì không có tiền để chữa bệnh, để tổ chức tang lễ được trọn vẹn, gia đình nghệ sĩ phải đi vay mượn vì sau khi chạy chữa, toàn bộ tài sản có giá trị trong nhà đã không còn một cái gì cả. 2. Nghệ sĩ ưu tú Trần Hạnh. Sinh năm 1926, mất năm 2021. Với lối diễn chân chất mộc mạc, thể hiện được trọn vẹn cái khổ hạnh, đáng thương của người nông dân nghèo, nghệ sĩ Trần Hạnh đã đi vào lòng khán giả và để lại ấn tượng sâu sắc. Là một người tài năng, linh hoạt, khả năng nắm bắt nhân vật nhanh, bởi vậy ông đã giành được nhiều giải vàng, bạc ở các liên hoan sân khấu toàn quốc. Đồng thời, nghệ sĩ này cũng là một trong những người đầu tiên được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.
ông già đau khổ là hình ảnh chúng ta thường thấy với nghệ sĩ Trần Hạnh khi ông xuất hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên như ông nói, đời ông còn khổ hơn cả trên phim. Gánh nặng của cuộc đời dồn lên người ông như cái khổ của các nhân vật vận vào cuộc đời nghệ sĩ. Sau gần chục năm chăm sóc người vợ bị liệt nửa người, năm 2011, vợ ông mất. Ông tiếp tục phải gà trống chăm cậu con út 47 tuổi bị ngớ ngẩn do tai nạn. Trong một ngôi nhà toanh toàng thiếu thốn gần ga Hà Nội, hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật là một diễn viên gạo cội xuất sắc, nhưng cuộc sống của ông khốn khổ đến mức đau lòng. Ở cái tuổi ngoại bát tuần, người ta ở nhà hưởng phúc, nhưng nghệ sĩ vẫn phải đi làm, chăm con và cơ hàn cho đến tận lúc cuối đời. 3. Nghệ sĩ Tuấn Dương. Sinh năm 1952, mất năm 2013, nghệ sĩ Tuấn Dương là một diễn viên kịch nói nhưng ông lại được biết đến là một nghệ sĩ hài có tiếng. Đam mê với diễn xuất đến nỗi khi nằm trên giường bệnh, ông vẫn nhận lời diễn khiến cho mọi người không khỏi xót xa. Cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà không quan tâm tới việc lập gia đình, nên mãi tới tận năm 2009, ông mới lập gia đình và vợ chồng ông không có con. Là một diễn viên có tiếng nhưng đồng lương ít ỏi nên cuộc sống của ông khá vất vả. Cả gia đình sống trong căn nhà cũ nát tại khu tập thể trường Đại học Thương mại. Căn nhà tình toàng với một ít vật dụng cũ kỹ khiến cho người xem không khỏi xót xa cho số phận của người nghệ sĩ. 4. Nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiểng. Sinh năm 1926, mất năm 2013, là một nghệ sĩ ưu tú cống hiến cả đời cho nghiệp diễn, góp mặt trong hơn 200 bộ phim, tham gia hơn 300 vở kịch truyền thanh, gần 50 vở kịch nói và diễn 12 vở cải lương. Nhưng cả đời ông vẫn phải sống trong ngôi nhà cũ từng là nơi chứa máy phát điện. Sống trong nghèo khó cô đơn, nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi của nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiểng. Với danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và từng ấy cống hiến cho nghệ thuật, nhưng khi về hưu và cho đến tận lúc cuối đời, Hồ Kiểng vẫn sống trong căn nhà tồi tàn đến mức đau lòng ấy, cùng đồng lương hưu là 1 triệu đồng một tháng. 5. Nghệ sĩ Văn Hiệp. Sinh năm 1942, mất năm 2013, nghệ sĩ Văn Hiệp với những vai diễn người nông dân hiền lành, chất phát và chút hóm hỉnh, yêu đời. Cố nghệ sĩ Văn Hiệp trở thành gương mặt thân quen với bao thế hệ khán giả sau hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật. Dù đóng nhiều phim, nổi tiếng ở nhiều vai diễn, nhưng với thủ lao quá ít ỏi khiến ông bao năm vẫn chỉ sống trong căn nhà ước khoảng 8m² và ra đi trong bệnh tật vì không có tiền để chữa trị. Luôn mang lại tiếng cười cho mọi người, nhưng dường như ông đã trao đi hết tiếng cười mà không để dành cho cuộc đời mình. Cuộc đời ông vất vả như chính nét mặt khắc khổ của ông vậy. Suốt 20 năm, vợ ông đi xuất khẩu lao động ở Đức chưa một lần trở về. Ông vẫn hết lòng chờ đợi, một mình nuôi con trong căn nhà 8m² ấy mà không hề oán trách. Cuộc đời của người nghệ sĩ hết lòng cống hiến cho nghệ thuật, góp vui cho đời, nhưng lại một mình giấu nỗi buồn, giấu cực khổ và bệnh tật cho riêng mình. Nghệ sĩ Văn Hiệp ra đi để lại sự bất ngờ cùng bao niềm thương xót cho mọi người, cho các khán giả yêu mến ông trưởng thôn Văn Hiệp năm nào. 6. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng. Dù đã gần tới tuổi 65, nhưng nghệ sĩ hài nổi tiếng một thời vẫn sống cô đơn một mình. Minh Vượng chưa từng trải qua cuộc sống hôn nhân và cũng xác định điều đó cho mình từ năm 30 tuổi. Tôi bị hai căn bệnh là bệnh tim và bệnh khớp. Dù người ta có yêu thương mình, tôi cũng không thể đến với họ trọn vẹn được. Cô xác định, chuyện kết hôn với một người đàn ông nào đó xin hẹn kiếp sau. Kiếp này, Minh Vượng kết hôn với sân khấu rồi. Tuy cố giữ thái độ sống lạc quan, nghệ sĩ Minh Phượng cũng có những lúc chạnh lòng. Tôi rất ít khi đi đám cưới, đến những chỗ đó tôi thấy mình vô duyên bởi ai cũng có đôi có lứa, riêng mình có một mình. Đó có lẽ là vai diễn khó nhất trong cuộc đời tôi. Nghệ sĩ cũng nói thêm, nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong mình được làm đàn bà, để những gì mình chưa có trong kiếp này, kiếp sau tôi sẽ nhận được. 7. Nghệ sĩ ưu tú Chánh Tín. Nguyễn Chánh Tín là một trong những tài tử nổi bật nhất của điện ảnh Việt Nam từ trước đến nay. Anh đã đi vào huyền thoại của ngành điện ảnh nước nhà với vai điệp viên Nguyễn Thành Luân trong bộ phim Ván Bài Lật Ngựa. Vì quyết tâm vào dự án trồng rau tại tỉnh Lâm Đồng nhưng chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh, lại khởi động vào thời điểm kinh tế gặp khó khăn, công ty trách nhiệm hữu hạn Chánh Tín CTF của anh có nguy cơ vỡ nợ và bị ngân hàng phát mãi tài sản. Cụ thể năm 2010, nghệ sĩ Chánh Tín có vay vốn của ngân hàng để thực hiện dự án kinh doanh đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng. Từ đó đến nay, dự án rơi vào bế tắc, công ty hết vốn và không còn khả năng chi trả. Khi Chánh Tín tiết lộ về nguy cơ phá sản, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng không đồng tình và cho rằng, trong khi Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa chấp thuận chủ trương đầu tư mà công ty trách nhiệm hữu hạn Chánh Tín nói rằng đã xúc tiến dự án và tốn kém rất nhiều chi phí, thì đó là việc của doanh nghiệp, không thể đổ lỗi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong chuyện này. Phận đời nghệ sĩ nghèo nhất màn ảnh. Nghệ sĩ Ánh Hoa có phận đời khổ cực từ những vai diễn trong phim đến ngoài đời thực. Bà chịu nhiều gian truân, chồng mất sớm và 4 người con cũng lần lượt ra đi. Màn ảnh Việt có không ít diễn viên chuyên trị những vai khắc khổ, hiền lành tạo dấu ấn trong lòng khán giả và nghệ sĩ Ánh Hoa là một trong số đó. Nữ nghệ sĩ thường vào vai người phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh bi đát, làm lũ nhưng luôn giữ sự chất phác, hiền lành, thậm chí được xem là nghệ sĩ nghèo nhất màn ảnh Việt.
và những đau khổ trên phim cũng phản ánh cuộc sống hiện thực của nghệ sĩ Ánh Hoa. Nghệ sĩ Ánh Hoa tên đầy đủ là Nguyễn Ánh Hoa, sinh năm 1941 tại Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Bà là con của cặp nghệ sĩ cải lương Văn Danh, Ánh Nguyệt nên từ nhỏ được tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật này. Khi mới 7 tuổi, nghệ sĩ Ánh Hoa đã lên sân khấu biểu diễn, đến năm 15 tuổi trở thành đào chính. Năm 16 tuổi, bà nên duyên với nghệ sĩ Minh Trí và chuyển sang làm bầu gánh hát mang tên chồng, đi lưu diễn nhiều tỉnh thành phục vụ khán giả. Sau đó một thời gian, nữ nghệ sĩ gắn bó lại với nghiệp diễn. Sau suốt những năm tháng đi diễn, bà đảm nhận hơn 200 vai diễn, đa phần là phụ nữ lớn tuổi. Sau khi sân khấu cải lương xuống dốc, nghệ sĩ Ánh Hoa chuyển sang bán cơm cùng chồng. Bước ngoặt đến khi bà nhận vai diễn trong phim Người Tình được đề cử giải Oscar, sau đó là Mùa Đu Đủ Xanh cũng đạt được thành tích tương tự. Nữ nghệ sĩ sau đó bén duyên với điện ảnh, tham gia nhiều tác phẩm như Người Đẹp Tây Đô, Dã Tử Dĩ Vãng, Đồng Tiền Sương Máu, Mùa Len Châu, Đất Phương Nam. Dù vai chính hay phụ, nghệ sĩ Ánh Hoa đều thể hiện để lại dấu ấn đậm nét cho người xem, đặc biệt là các vai phụ nữ nghèo, có cuộc sống bất hạnh, chịu nhiều cơ cực đắng cay. Trong một chia sẻ lúc sinh thời, nghệ sĩ Ánh Hoa bày tỏ việc vào vai những phụ nữ cơ cực trong phim cũng đang phản ánh chính cuộc đời của mình. Chồng của nghệ sĩ Ánh Hoa mất sớm, bốn người con cũng lần lượt bỏ bà ra đi mãi mãi vì bệnh tim di truyền. Cuộc đời với nữ nghệ sĩ tưởng chừng như không còn gì sau những mất mát quá lớn, nhưng bà vẫn gắng gượng để sống và phục vụ những vai diễn cho khán giả. Nghệ sĩ Ánh Hoa tưởng chừng như đưa cuộc đời lên phim, trả nợ nhân duyên cho khán giả. Chồng và con đều ra đi, nghệ sĩ Ánh Hoa sống một mình cô quạnh trong ngôi nhà lớn. Sau đó nữ nghệ sĩ quyết định bán nhà, lấy tiền gửi tiết kiệm để thuê căn nhà nhỏ hơn, gần với em gái và các cháu qua lại cho vui. Khi có vai diễn, nghệ sĩ Ánh Hoa chạy xe máy đi đóng phim, video ca nhạc như một cách để tìm niềm vui trong cuộc sống. Ngày 1 tháng 11 năm 2020, nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời tại nhà riêng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 79 tuổi. Tang lễ của nghệ sĩ Ánh Hoa được tổ chức tại nhà riêng. Cuộc đời hẩm hiu, nhiều đau khổ của nghệ sĩ Ánh Hoa khiến khán giả không khỏi tiếc thương. Một nghệ sĩ cống hiến nhiều cho nghệ thuật sân khấu lẫn phim ảnh nước nhà, nhưng phận đời quá nhiều mất mát, đau thương. Nóng, quy định mới giúp người dân có quyền kiểm tra máy đo nồng độ cồn, máy bắn tốc độ của cảnh sát giao thông, biết ngay kẻo thiệt thòi. Quý vị thân mến, lâu nay dân luôn bị xử phạt vì vượt ngưỡng các thông số quy định. Cảnh sát giao thông sử dụng máy đo nồng độ cồn, máy bắn tốc độ để xác định mức vi phạm của người tham gia giao thông. Nhưng làm sao để biết máy đo chuẩn xác thì vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Vậy người dân có quyền kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của các máy này hay không? Theo Cục Cảnh sát Giao thông, 3 tháng đầu năm 2024, Cảnh sát Giao thông cả nước đã xử lý quyết liệt các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Trong đó, Cảnh sát Giao thông phạt hơn 275.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 245.000 trường hợp vi phạm tốc độ, lần lượt chiếm 26,8% và 24% trong tổng trường hợp vi phạm. Đây cũng là hai trong số 5 nhóm hành vi vi phạm phổ biến trên đường mà Cảnh sát Giao thông cả nước sẽ tập trung xử lý trong xuyên suốt năm 2024. Giải đáp thắc mắc trên, lãnh đạo một đội Cảnh sát Giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Hiện nay, máy đo nồng độ cồn Cảnh sát Giao thông đang sử dụng có hai loại, gồm máy đo định tính và máy đo định lượng. Trong các ca xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ, khi người dân yêu cầu kiểm tra máy móc trang thiết bị, Cảnh sát Giao thông đều giải thích, trang thiết bị được cấp phát theo quy định của Bộ Công an, người dân có thể xem nhưng không được kiểm tra. Lý giải điều trên, vị này cho hay phương tiện thiết bị nghiệp vụ trang cấp cho lực lượng cảnh sát giao thông được thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Hiện nay không có việc quy định kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của các loại máy móc này. Việc kiểm tra thuộc về phạm vi chức năng của cơ quan chức năng. Trước đó, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, theo quy định tại Thông tư 32/2023 của Bộ Công an, người dân được giám sát cảnh sát giao thông trực tiếp thông qua các thiết bị ghi âm ghi hình, qua báo chí, qua đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Trong quá trình giám sát, nếu thấy dấu hiệu bất thường hoặc cán bộ cảnh sát giao thông ứng xử thiếu văn hóa, người dân có thể báo cho cơ quan công an, nơi tổ công tác làm việc hoặc cấp trên của tổ công tác để xác minh, xử lý. Người dân cần lưu ý, việc giám sát không được ảnh hưởng đến quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Cụ thể, việc giám sát của người dân phải nằm ngoài khu vực kiểm soát, không được dí camera vào mặt lực lượng cảnh sát giao thông, không được có lời lẽ mang tính khiêu khích, xúc phạm cảnh sát giao thông. Vậy cảnh sát giao thông xử lý thế nào khi người dân yêu cầu kiểm tra máy móc? Theo chân các tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn tại thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên ghi nhận đa số các trường hợp chấp hành. Cũng có những trường hợp cảnh sát giao thông phải mất đến 2 đến 3 tiếng để lập biên bản xác định vi phạm. Trong đó, một số trường hợp người tham gia giao thông yêu cầu xem tem kiểm định của máy đo nồng độ cồn. Cụ thể, trong một ca chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn mới đây tại đường Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông yêu cầu cảnh sát giao thông cho xem tem kiểm định của máy đo nồng độ cồn
rồi mới chịu kiểm tra. Cảnh sát giao thông giải thích, máy móc được cấp phát cho cảnh sát giao thông đã được cơ quan chuyên môn kiểm định, nhưng người này vẫn không đồng ý. Lát sau, một cảnh sát giao thông đã cầm máy, nghiêng về phía có dán tem cho người dân xem. Chưa hài lòng, người này đặt vấn đề, tem giả thì sao? Cảnh sát giao thông tiếp tục nói, nếu có thắc mắc, anh có thể liên hệ hotline của phòng cảnh sát giao thông để được giải quyết. Theo quan sát, tem trên máy đo nồng độ cồn còn nguyên vẹn, được dán ở bên hông máy đo, có dòng chữ, có giá trị đến. Lần khác, theo chân tổ công tác xử phạt xe chạy quá tốc độ trên đường Võ Văn Kiệt, phóng viên cũng ghi nhận thắc mắc của người dân khi bị cảnh sát giao thông dừng xe. Sao máy bắn tốc độ giống máy chụp hình? Ai bảo đảm kết quả chụp tốc độ do cảnh sát giao thông cung cấp là chính xác? Lúc này, cảnh sát giao thông cho hay, máy bắn tốc độ trang bị cho cảnh sát giao thông đã được cơ quan cấp trên kiểm tra, có dán tem và kiểm định lại theo định kỳ. Cảnh sát giao thông mặc thường phục xử lý vi phạm, có được kiểm tra nồng độ cồn. Thời gian gần đây, lưu thông trên đường, người dân thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng bắt gặp các tổ cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn, đặc biệt vào buổi tối. Đứng cùng các tổ công tác cảnh sát giao thông còn có lực lượng cảnh sát cơ động, công an phường hay cảnh sát trật tự. Trước đây, phóng viên từng theo chân các tổ công tác cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt nồng độ cồn. Trong các ca tuần tra kiểm soát phối hợp giữa cảnh sát giao thông và lực lượng 363, thành viên tổ công tác 363 có cán bộ chiến sĩ mặc thường phục. Ngoài bảo đảm an ninh trật tự, tổ công tác này cũng kiểm tra xử phạt nồng độ cồn. Khi đó, lực lượng 363 phát hiện các trường hợp nghi vấn, đưa về địa điểm cảnh sát giao thông công khai đang xử lý vi phạm để kiểm tra nồng độ cồn. Thông tư 32/2023 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 quy định cảnh sát giao thông được hóa trang mặc thường phục khi xử lý vi phạm giao thông. Vậy với vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát giao thông mặc thường phục có được xử phạt? Lãnh đạo một đội cảnh sát giao thông cho biết, theo thông tư 32, tổ cảnh sát giao thông được bố trí một bộ phận cán bộ hóa trang mặc thường phục phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra kiểm soát công khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến địa bàn được phân công. Theo đó, các trường hợp tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang gồm sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đấu tranh phòng chống tội phạm, tình hình an ninh trật tự hoặc trật tự an toàn giao thông đường bộ phức tạp. Bộ phận cán bộ hóa trang và bộ phận cán bộ tuần tra kiểm soát công khai trong tổ cảnh sát giao thông phải giữ một khoảng cách thích hợp, bảo đảm việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng pháp luật. Cán bộ mặc thường phục trong tổ công tác sẽ quan sát trực tiếp, sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phát hiện các trường hợp nghi vấn và báo ngay cho cảnh sát giao thông công khai để dừng phương tiện, kiểm soát, xử lý theo quy định. Đối với vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát giao thông mặc thường phục không dừng xe trực tiếp, vị cảnh sát giao thông chia sẻ.